đi học cái này á thì em đêm á thì em thường hay bị lạnh lắm, đêm nào hầu như đêm nào em ngủ cũng chùm mền, em không chùm mền không chịu nổi đâu. Đêm nào em cũng lạnh, mà cái giác mà em lạnh khoảng 12 giờ đêm, 1 giờ đêm đó là em lạnh dữ lắm. Mà em cũng không có nghĩ là mình chụp gan là sẽ hết lạnh đâu, nhưng mà thấy cô nói là cứ mua đá về chườm thì em cũng chườm thử, em chườm được có khoảng 3 ngày thì em thấy nó hiệu quả. Là tự nhiên đêm đó em ngủ em thấy sao người em nó nóng quá trời luôn, em muốn mệt ra hết luôn. Xong rồi ở nhà nói ủa sao nhỏ thì hôm nay nó ngủ mà nó không có chụp mệt giống như mấy bữa trước nữa. Thì em mới chụp nhớ là ai chắc có lẽ là mình chườm gan xong rồi nó nóng lên, tại vì cứ mà em bắt đầu em chườm đá lên á thì em nghe cái máu của em nó chạy nó bắt đầu nó nóng rồi cái phần gan á nó nóng ngược lên giống như máu mà nó chạy tới đâu thì em nghe cái hơi nóng lúc đó. Xong rồi sau đó là cái mặt của em nó nóng bừng bừng lên, rồi đốm trên đầu em nó cũng nóng lên nữa. Thì em cảm nhận được là cái máu, cái luồng máu của mình nó chạy ngược lên tới trên đầu mình, nó nóng bừng lên trên đầu mình. Thì chắc có lẽ là khi mà em chườm gan như vậy thì cái máu nó vận động tốt trong cơ thể mình, nó đưa lên toàn bộ trên não mình, cho nên người mình nó cũng hết lạnh giống như là ngày trước. Và bây giờ em thấy người em nó khỏe hơn nhiều, nó cũng thoải mái hơn. Sáng em ngủ vậy em không có còn mệt mỏi như lúc trước nữa. Lúc trước thì đêm em ngủ lạnh nhưng mà sáng như vậy em mệt mỏi lắm, em hầu như em dậy không nổi luôn. Còn bây giờ sáng em ngủ thì em thấy rất là khỏe. Bởi vì hành là về trường đi, không có trường nó mặt chân đâu, lạnh quá trời lạnh luôn á. Bữa nay em rời cái chân chị đi nóng lắm rồi, không có lạnh nữa đâu. Ở chân nó lạnh lắm, là đi gan hôm bữa ngày đầu tiên là cô đời với chân em vậy. Cái chân này là lạnh quá trời, nó không ra thì chân nó lạnh. Nó kệ đi gan nè, cô nó nói đi lạnh, chị mệt nữa nè. Rồi, tự giác 1-2 giờ sáng là chị mệt phải không? Tay hôm nay ấm lắm rồi cô. Mẹ cái chân này cũng vợ tính nè. Lạnh ngắt luôn nha. Chân đi, chân thì muốn. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.